Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ngọn đuốc từ bi chí thiện tìm con lành dắt đi lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập nhiệm lời dân, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục và thiếu thêm đức hạnh, ta quyết tư lòng nhắc kỹ lại tánh xưa nhân. Mặc tình đời dẹp xiêm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hai chữ. Quá mắt mò bởi chân phạt ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mò chuông bài đọc bên tụng ói la, chớ im kẻ tường thông nghĩa. Dòm trước mắt thấy điều hồ mi, nên động tình bạc ái dài răng. Rẻo những ai lợi dụng làm rằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có các mây đen phủ bích, rồi chắc nhau đến nơi chỗ dài. Lấy tinh thần hiệp ghen ngút bơ mây, trong bột đào tự thân phải xuống dương thế vào trong lễ thứ. Thầy bá gia gặp lúc nào nùng, cánh trần gian nhiều nỗi lao lung. Việc tu tình ít người hiểu ly, trong ba tánh muôn nơi cao quý, phải tri tâm quyền bí nơi cơ. Từ xâm kinh cho đến thi thơ, trong chốn mấy nhiều nơi trọng yêu. Tao làm chi những chung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nề cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đao. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miệng cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy
đời biến chuyển. Cá chư Phật từ đây lửa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lạnh trần gian tri điều. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió say mùa say tiết, nắng cùng mưa cũng y khác xưa rồi. Khuyên dương gian ơi bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói ơi bướng, mà dương trần liễu lường chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đợt trúc đều hòa bạn rồi thì cứ lỗ tam bành trong bụng con treo, đoạn lục tạc ta bao xóm mơ giết. Mày gân trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chở Phật tôi ngóng trong chờ dân chúng tìm nơi gì khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ gốc ông cha, ta cũng tu hành mà dành với lời của tiền quyền tước. Ai trần thế ai cũng ơi ước, đời sao không tới phước cho rồi. Nay khổ lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn, làm ác đức nhiều điều quanh quẩn như gà cồ ăn bẩn cối say. Hay người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thật ai lao khổ. Nhớ thọ trước
cổ tết thần thông trừ lỗ ma dương. Chốn rừng tòng ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão suy ra đời thật có tế, đem lời vàng dạy dỗ duyên trần. Khuyên chúng sanh khuya sống chuyện cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tứ khổ. Bánh giới tơ tự kim chi cổ xanh giới già, hai chữ hoài hoài nước thức ta cao xưa ở lâu đài nghiệp tứ khổ nên ngài tầm đạo. Diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, chơi sắc thân ơi chớ có hậu gần, hương giới vì sát trần đơn lanh. Chớ xuất pháp treo ý gương hiền thâm, tránh xấu đường cũng đặng về thân. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lấy thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hai bậc biểu tai ưa nghe những điều âm thanh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mùi ưa mùi im dịu. Đầu thơm thơ nói ưa nó chịu chốn xa hương, ai lướt lại gần. Lời ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của ơi đơn đặng ăn xài cho phí đắm tình. Ý thì ơi sửa xác soi hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt đi nó cho rồi. Nếu tình tâm ơi nào có mấy hồi,
bình tâm suy nghĩ. Tiên sử tỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người, phải xếp lỗi mình, vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải dịnh ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đôi, dầu tan xương nát thịt tư chẳng màng. Ta cùng điên nói đại sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tôi mưa sống mi nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới làm. Tâm từ bi sắc thể ngọc ngà, bị tâm thiền phải xử thế cho nên bài biệt miệng sao không thường kiện tâm không. Việc bắt buộc phải giữ ngang cân, chớ tập tâm lần đường trao đâu. Các công cuộc của người tắt sâu, ta giữ gìn chớ có nhiệm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ tiếp vào đường chắc. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Quyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lãnh đục. Chẳng chiều tu mãi còn lúc hụt, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham
quên chữ sanh thành mến phú quý, quên câu dường dục trang kiếm chỗ tầm tiên lánh ở tục. Người ở đời phải được lòng trong biển hồng trần sớm mây gọi cho sông. Ngày lập hội mới mong trở lại chữ bằng tiếng khuyên dân đừng nại miệng cho ta trở lại ngai đàn. Chữ vinh qua giờ chơi có màn bởi giả tạm của đời quân hà. Gắn công tu xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ hung đồ. Nào lúa là lắm nhiều tô xô chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm binh tí đến năm nay hào hức đã nhiều. Các ngoại bang đã nhuộm máu điều sao trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đói từ đây sẽ biết hàng ngoài bàn bối thiết ta hoài. Nên ba già hãy ráng miệt mài dầu rách rưới cũng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm phải phá tan ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hải diệt cho nó đừng thập ni thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng nên tình trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười vô pháp tướng mới là thiệt tương. Người tu hành phải trợ nghiệp chướng giới bốn ma mới đặng an nhàn. Tổ nhiệm vào thân thể bất an rất mến nó ngày kia lao khổ.
như tài của khổ riêng một kiếp. Để tội cước nào ai có tiếp, mà đời này nó cứ mãi làm chớ khi hùng. Sao ơi ác thú non
cùng ngồi với ca chơi xác trần vô thuyết ít tư hàng. Ai nói chi người ta cùng chẳng màng, sao tiếc đặng chân đừng có vô vô hận hờ nào biết thấy bóng đèn thì quyết có chung vô thảm thương thay chết theo chết cô nhìn đèn đỏ thấy màu phù vô kể khuyên trần đã mang mùa thu đeo danh lời như con vật ấy trong xe cá biển đông thường thấy tên giả tràn rất uổng trình. Khi nước rộng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã, trần phố quê thì trần thân thả chớ còn ta cứ khổ kể cơ giảng dạy ít thứ bài mặc lê thứ làm không từ ý coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng bởi chữ khùng của Phật của thầy chớ chẳng phải của người lặng trí mê giới tình nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi ngủ vậy mà tầm đạo kiếm mưa bài để thấy cự khỏi mang tiếng râm sách khuyên thèm miệng kêu không ngớt mà nào ai có vậy tầm thầm nên thăng thờ cùng trần ít tiên tâm sáng suốt như đài nguyệt thiên tâm trong như nước bích tươi mùa xuân nếu không tu chừng khổ cùng đừng có trách sao không chỉ vào từ nhỏ tôi đến người rất lão mắt trong dòng sanh tử nghi luân hồi xuống diêm định thấy tội hồi ôi mới biết có nơi địa ngục kể xa tối nay còn một mơ
đặng có hưởng giờ. Gặp gian kinh trần cứ làm ngơ, trong bóng kiệt giống chi hưởng đây. Địa ngục cũng tại tâm làm quay về thiên đàng tâm ấy tàu ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiếng hay Phật cũng là tài non. Tu giới tình biết làm chẳng có nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thầm ngàn sâu, ngó dạng vật đài lầu chẳng có. Trong giới núi trước kia mắt ngó kỳ chết tư rồi thầy nó đằng nào. Ai biết cơ đường hai sống tàu đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhoi. Chiều cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời lén lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ Bồ Đề như cội bát tòng. Rang dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được đến chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhớ ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiếng giống kia bất nghi luận, thải mọc mầm trôi lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta kể ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành mà tránh. Cánh niết bàn là nơi cứu ơi cánh, về chốn ni xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quân.
chừng lập hỏi biết ai còn mất giờ chưa phân chưa biết chánh tà ta vì dưng sắc lệnh ngọc tòa đền linh khứu sơn chung chiều màng nền đạo đức ta bài quá càng mà dương gian còn ràng danh từ làm cho ta lỡ khóc lỡ cười khóc là khóc thương người ngô mùi hai điên khùng làm nhớ sắc ngồi chẳng tránh đường nó lại khinh khi ngó về tay niệm chữ từ bi cười rần thế mê si tai qua trăm giới luận đặng dành cơm ca khuyên vô người đặng kiếm bạc tiền thấy chúng mơ sanh ghét ngõ ganh hiền theo chế nhạo những người tu tình tu không tu cũng không mời thịnh mặc tình ai trọng cảnh ai chê thương lễ dân còn mang say mê chẳng tu tình cho rành xương nắng hay ta lại nói cay nói đắng đắng chơi cay ta cũng chẳng màng chân trần gian kiên thấy phùng hoàng xòe cánh múa chào mừng Phật thăm thấy đạo lý chớ nào thấy tâm còn ân nơi tìm nóc sát phàm ai biết ta tri gì phải cứ làm sao mới biết ai phàm ai thâm đứng lục tổ ít nay dám sanh người dốt mà nói pháp quá rành lừa làm chi cao chữ học hành biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo vì cố tích cần chi phải thảo chuyện qua rồi kể lại làm gì nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ ta yêu chung viết ra giảng kể khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo trần chơi thế nó hay kêu ngạo các nhà sư hãy đắc
sửa mình. Nếu xuất có gian ngủ em giấy răng dịch, tô chân chánh mới còn hộ tiên. Cả ngàn năm mỹ nhân tâm sao xuyên sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bệ tăng chúng qua chùa ngôi nên tới khuyên thăm mi chúng cùng làng. Phật nào ham tượng cũng phớ tư vàng, mà tăng tạo hao tiền ba đánh. Việc giả dối từ đây nên lánh bốn đạo ơi, hãy ráng sửa mình. Cuộc dài đời ta lắm mỹ công trình, làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân đánh trần hay bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền, mà làm cho ngọc đế thảm phiền. Muốn trần trị trần gian thảm thiên, Đức Phật có tâm ý ngài chứng coi quyết tàu ngọc hoàng, để Phật dài trần nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần sẽ cứ đơn. Xa trần tục như cây cầm ni con, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đèo chơi bào siết nó cùng tròn, đơn chừng đó trong giàu rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng kiếm thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện